Hi, I'm Jamie. I'm Kevin's teacher. Kevin has a good memory and he's a pretty fast learner overall. Kevin có trí nhớ rất tốt và bạn ấy làm bài cạnh tranh trong cái bài thi nói vừa rồi. However, he has trouble pronouncing the letter S in words. Tuy nhiên thì Kevin có vài lỗi nhỏ trong cái việc phát âm chữ S. So if a word has an S in it, Ken says it like. Yeah, khi mà chữ S thì bạn phát âm như thầy ấy. We just need to build his confidence speaking and help him with that S sounds. Chúng ta cần phát triển cái khả năng về cái việc nói tiếng Anh của Ken là tự tin hơn nữa. That's it. Thank you.